Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý nhà hậu ánh mắt thân nhìn cuộc đời Canada. Kính thưa cô Câm Hiền Lâm. Hôm nay nhóm mắt thân nhìn cuộc đời Bến Tre đã đến tại xã Đa Phước, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Được biết bà cụ Trần Thị Bông 89 tuổi, bà đã dưới một căn bệnh là tai biến bại liệt, nằm một chỗ rất lâu. Hôm nay gia đình cũng khó khăn, thì mắt thân nhìn cuộc đời Bến Tre được biết đến ngay đây trao tặng bà một phần quà chục gạo như thùng mì và 800.000 tiền mặt. Vậy kính như quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân xem qua được biết để hỗ trợ kinh phí cho mắt thân nhìn cuộc đời Bến Tre đi trao tặng những hoàn cảnh đặc biệt như vậy được nhiều hơn nữa. Đây là khu vực trung quy căn nhà của bà đã nằm ngay đây. Kính mong quý nhà hảo tâm quý mạnh thường quân xem qua được biết. Mô A Di